hé lộ các chế độ solo cùng nhiều tính năng mới. Cách đây một thời gian, Riot từng thông báo về việc sẽ chỉnh sửa chế độ chọn ẩn, bản đồ Summoner's Rift. Đến hôm nay, Liên Minh lại xuất hiện khá nhiều chế độ chơi cũng như tính năng mới mà không có trong thông báo chính thức. Chi tiết hơn về lần cập nhật này trên máy chủ thử nghiệm BBE, có khá nhiều chế độ cũng như tính năng mới như solo ARURF, solo ARAM, đấu trường chân lý 28 người. Đầu tiên, nói về đổi mới trong chế độ chọn ẩn, đây được coi là tính năng mới mà Riot ấp ủ từ lâu. Trong đấy, người chơi có thể chọn sẵn các tướng mình muốn chơi cùng bảng ngọc đi kèm. Ngoài ra, đồng đội cũng có thể đưa ra các lựa chọn tương tự để tiết kiệm thời gian tìm trận. Tiếp đến là các chế độ solo 1v1 đặc biệt như ARURF và ARAM. Sau đó là đấu trường chân lý 28 người. Nhưng theo chia sẻ từ YouTuber Vanirill, phòng chờ của anh chỉ mời được tối đa 8 người và không thể lấp đầy 20 vị trí còn lại. Bởi vậy anh đoán 20 vị trí trống kia có thể được Riot tạo ra cho khán giả theo dõi trận đấu. Đây được coi là tính năng vẫn chưa có trên các máy chủ chính thức. Tuy nhiên để có thể nắm rõ hơn, có lẽ cộng đồng sẽ phải chờ các thông báo chính thức trong tương lai gần.